Duy Thành xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục được đón nghe một câu chuyện kết hợp bởi hai người bút Mạnh Ninh và Cindy. Câu chuyện kể về một cô gái tên Thùy Dương, vốn dĩ rất là hiền lành, nết nạ, nhưng cô đã lấy phải một thằng chồng nghiện bài bạc. Và cuộc đời của cô thực sự rất là bi đát, khổ cực khi phải sống trong cái cảnh với một người chồng nghiện cờ bạc như thế. Cho đến một ngày, cô gặp một bà lão. Và cuộc đời của cô đã thay đổi từ đó. Bà lão trong câu chuyện là ai? Là một nhân vật như thế nào mà khiến cho cuộc đời của Thùy Dương thay đổi? Mời tất cả chúng ta cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Tám giờ tối hôm ấy, Thùy Dương đang còng lưng đạp xe ngược gió để từ chỗ làm về nhà. Tiết trời mùa đông miền Bắc ngày ngắn đêm dài, mới chỉ 8 giờ tối mà đã không trông rõ mặt người. Từng cơn gió vùn vụt quật vào tấm thân gầy, cơn mưa phùn phủ kín lên tấm áo phao sờn cũ. Chiếc xe đạp đã đứt má phanh giữa không khí lạnh cóng, càng làm tăng thêm cái vẻ thảm hại cho người phụ nữ này. Chẳng là dạo gần đây là cận Tết, quán ăn mà Thùy Dương xin làm đều tấp nập người qua lại. Thường ngày, công việc của cô là cắm mặt rửa bát trong quán ăn Thanh Xuân. Lúc nào khách khứa đông quá thì kiêm luôn chân chạy bàn. Ngày thường cô chỉ làm việc từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Nhưng dạo gần đây cũng vì muốn kiếm thêm chút đỉnh cho đứa con thơ, cái Tết đủ đầy, nên cô vẫn chấp nhận ở lại thêm mấy tiếng. Con đường độc mộc dẫn vào ngôi làng, nơi nhà chồng Thùy Dương định cư, giờ này đã chẳng có ai qua lại. Con đường gập ghềnh toàn ổ voi, lại nhơ nhớp nước mưa với hai bên đường cỏ dại mọc ngang hông người lớn, đủ để phơi ra cái thực trạng nghèo nàn của xóm nghèo. Phần đông người làng đều gắn bó với nghề làm ruộng, rảnh rỗi ra thì kiếm thêm nghề đan sọt, đắp đổi qua ngày. Cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà chẳng thu về bao nhiêu, làm cho xóm nghèo mãi không chuyển mình. Thùy Dương xốc lại cái áo phao to bản, rồi lại lầm lũi đạp xe giữa gió rét. Cái khăn bông quấn mấy vòng quanh cổ lại che luôn cả miệng, mà hơi thở vẫn phả ra như một đám mây mỏng. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng đã tróc hết nước sơn, loạng choạng trên con đường lầy lội tối om đó. Ánh đèn pin để ở giỏ xe soi loang loáng xuống mặt đường trơn trượt, chốc chốc lại sóc lên từng hồi. Mấy miếng thức ăn trong cái bịch ni lông để ở giỏ xe cũng văng cả ra ngoài. Thang thuốc bắc cho mẹ chồng cũng nảy lên theo mỗi nhịp rung lắc mỗi khi xe đạp vào ổ gà. Đang tập trung căng mắt đạp xe thì bất ngờ Thùy Dương rú lên rồi đưa hai chân xuống lòng đường hãm lại. Cái xe cũ nát không có phanh lại gặp người đi lầm lũi trong bóng tối nên đâm sầm vào. Thùy Dương ngã chúi mặt xuống đường, túi thức ăn cũng văng ra ngoài, bụi đất theo đó mà bám đầy lên quần áo. Thùy Dương lồm cồm bò dậy rồi giật mình nhận ra vừa đâm phải một bà lão. Bà lão dường như ốm yếu lắm nên cứ nằm bất động, cổ họng cất lên những tiếng rên nhẹ nhẹ. Thùy Dương mau chóng ngồi dậy rồi hốt hoảng lao lại đỡ bà cụ, miệng liên hồi suýt xoa. Ôi cụ ơi, cụ có làm sao không cụ? Đường trơn và tối quá, cháu không thấy cụ. Cụ có đau ở đâu không? Bà lão con mái tóc bạc, ăn vận theo lối người Hoa, có phần mong manh và rúm ró lắm. Bà lão rên lên nhẹ nhẹ, rồi lật đật tiến lại chỗ mô đất ngồi. Thoáng thấy nét lo lắng trên nét mặt của Thùy Dương, bà lão chỉ lắc đầu rồi cất giọng thều thào. Cô ơi, cô có gì cho già bỏ bụng với? 3 ngày nay rồi, già chẳng có gì bỏ bụng. Đói, rét lắm. Thùy Dương giật mình nhìn lại. Ngoài bộ quần áo mỏng ra thì quả thực trên người bà cụ chẳng ăn vận thêm gì. Mùa đông miền Bắc lạnh tê tái, trùm mấy lớp áo mà vẫn cảm thấy lạnh thấu tim gan. Ấy thế mà bà cụ tội nghiệp chỉ mặc độc manh áo mỏng. Thùy Dương cuống quýt gật đầu. Có cụ ơi, cụ chờ cháu nhé. Nói rồi Thùy Dương tiến lại dựng chân chống chiếc xe. Cô chẳng nghĩ ngợi gì mà lấy luôn bịch thức ăn trong giỏ xe mang lại cho bà cụ mà xúi tận tay và bảo. Cháu chẳng có gì nhiều nhặn, cũng chẳng giấu gì cụ. Đây là đồ ăn thừa mà bà chủ quán thương tình cho cháu mang về cho con. Cụ không chê thì ăn tạm nhé. Bà cụ có lẽ đói lắm rồi, mau chóng tóm lấy túi thức ăn như sợ Thùy Dương đổi ý.
Đoạn cứ thế dùng tay trần mà bốc thức ăn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thủy Sương thấy bà cụ tội nghiệp, bụng đói cận rét nên cởi luôn chiếc áo phao khoác lên cho bà. Bà cụ nhìn cô mấy giây rồi lại cắm đầu ăn tiếp như ma đói. Bà cụ tuy ăn bận toành toàng nhưng thần thái có vẻ là người đạo mạo lắm. Có lẽ là làn da tím tái vì lạnh phần nào che đi cái nét kiêu sa đó mà thôi. Thủy Sương nhìn bà cụ mà trong lòng thoáng có chút thương cảm. Cô vuốt lưng cho bà mấy lần vì bà cụ ăn vội mắc nghẹn. Bà cụ nhìn có vẻ gầy gò nhưng sức ăn khỏe lắm. Túi thức ăn nhanh chóng sạch veo, chảy nước lọc, Thủy Sương mới đưa cũng bị bà cụ tu một hơi cạn cả đáy. Sau khi ăn uống no nê, lại thấy bà cụ có vẻ không bị thương ở đâu, nên Thủy Sương mới cất giọng dò hỏi. Cụ ơi, cụ đi đâu giữa đêm hôm tối trời thế này? Cụ tìm nhà người quen trong làng à? Bà cụ im lặng không đáp, chỉ đáp một câu cụt lùn. Ta đang trên đường về nhà. Thủy Sương dìu bà cụ đứng dậy, cô tiến ra gạt chân trống xe đạp rồi thật tâm ngỏ ý. Nhà cụ ở đâu à? Lên đây cháu trở về cho. Đường tối lại lạnh giá thế này, cụ đi một mình rủi ra trúng gió lan ra đấy thì nguy lắm. Cụ lên xe đi, cháu cũng ở trong làng này mà. Tiện đường cháu đưa cụ đi một đoạn. Bà cụ nhìn cô mấy giây rồi gật đầu, leo lên gác ba ga sau xe. Thủy Sương dặn bà cụ ngồi cho vững rồi bặm môi đạp. Lạ thay, bà cụ tuy ốm yếu nhưng yên sầu nặng lắm. Và cũng lạ là từ sau khi chở bà cụ thì xe không còn chỏng chảnh nữa. Bà cụ ngồi sau xe im lìm mấy giây rồi cất tiếng hỏi. Thế cô đi đâu mà đêm hôm mới về thế này? Thủy Sương nén tiếng thở dài rồi đáp. Chả giấu gì cụ, cháu lấy chồng ở làng này, cận Tết rồi. Nhà lại nghèo nên cháu xin chân rửa bát cho quán ăn Thanh Xuân. Quán Thanh Xuân lớn nhất ở ngoài phố đó cô. Bà cụ ậm ừ rồi tiếp tục im lìm. Như sực nhớ ra điều gì, Thủy Sương cất giọng dò hỏi. Mà cháu làm dâu ở đây đã 5 năm. Sao cháu chưa từng gặp cụ nhỉ? Cụ ở làng bên hay là đến nhà người quen à? Đằng sau xe vẫn là sự im lìm. Thủy Sương cũng không hỏi gì thêm mà căng mắt giữa đêm đông gió rét. Vừa đến chỗ ngã ba thì bà cụ đột nhiên ho sù sụ và vỗ vỗ vai cô rồi bảo. Cô cho già xuống đây với, sắp đến nhà già rồi. Thủy Sương dừng xe, chưa kịp cất tiếng hỏi thì bà cụ đã lầm lũi bước đi. Thủy Sương đứng nhìn theo bóng bà cụ thất thần mấy giây, vì hướng bà cụ đi là con đường độc mộc dẫn ra khu nghĩa địa. Cũng là đường tắt đi sang mấy ngôi làng bên cạnh. Cô nhìn cái bóng còm cõi nhanh chóng mất hút ở rặng che già mà thở dài mấy hơi, đoạn lại tiếp tục lầm lũi đạp xe trở về nhà. Cánh cổng tre ọp ẹp vừa mở ra thì tiếng ho rút cổ của bà anh, mẹ chồng cô đã vọng ra. Thủy Sương nhanh chóng dựng chiếc xe đạp cạnh cửa bếp rồi xách mấy thang thuốc lật đật chạy vào. Dưới ánh sáng của ngọn đèn tròn vàng vọt hắt ra, căn nhà càng lộ ra cái vẻ tiêu điều đến đáng sợ. Bộ bàn ghế gỗ đã chóc nước sơn, nằm trình ình chính giữa nhà. Đằng sau là cái tủ gỗ với một bên kính cửa đã xứt một mảng. Bên trong lồng vào mấy tấm hình trắng đen của gia đình. Bàn thờ lạnh lẽo với mấy bát nhang đã tàn đến chân. Bên trái căn nhà là chiếc giường gãy rát, nơi vợ chồng Thủy Sương và đứa con gái mới 2 tuổi ở. Đi vào trong là căn buồng trước quần áo, chum vải và cái cót thóc rỗng không. Bên phải căn nhà là giường ngủ của bà anh mẹ chồng cô. Chiếc giường cũ kỹ, mùng màn vẫn còn buông. Cái mùng màu trắng đã ngả màu cháo lòng, đang khẽ phất phơ theo từng cơn gió lùa vào phòng qua kẽ hở trên ô cửa sổ. Căn nhà được chồng cô quét ve màu trắng, đã bong chóc loang lổ từng mảng, là càng làm cho cái không gian có phần lạnh lẽo hơn. Thủy Sương đặt thang thuốc lên bàn, rồi nhanh chân tiến lại vén mùng đỡ mẹ chồng mình dậy, miệng liên mồm hỏi. Mẹ ơi, mẹ lại đau nữa à? Bà anh thoáng thấy bóng con dâu. Bà nhắm mắt cố rặn nốt cơn ho đến vãi đái ra quần, rồi gật đầu đáp. Mẹ, con Cầm đã về đây à? Mẹ không sao, chị hơi khó thở chút thôi. Thủy Dương lấy cái gối đã đóng ghét đen kịt lót sau lưng cho mẹ chồng, rồi ngồi hỏi han. Thế mẹ đã ăn uống gì chưa?
Anh Sử, anh ấy chưa về à mẹ? Bà Anh thở dài, nhìn ra không gian đen kịt, lất phất mưa mà lặng im không đáp. Thủy Sương nắm lấy tay mẹ chồng an ủi, vì biết nỗi muộn phiền trong lòng bà. Lại sực nhớ ra bọc đồ ăn đã mời bà cụ tội nghiệp ban nãy, nên xoa xoa tay mẹ chồng rồi an ủi. Mẹ ngồi đây chờ con một lát, con đi nấu ủ nồi cháo cho mẹ ăn. Tiện thể con sắc cho mẹ thang thuốc nhé. Thuốc bốc ở tiệm đông y có tiếng ngoài phố mẹ ạ. Bà Anh nhìn con dâu rồi thương cảm gật đầu. Đoạn thều thào bảo. Mẹ sống có được lâu đâu mà con phải nhọc công. Thế thôi, chịu khó nấu tạm gì cho con cầm nó ăn nhé. Chắc còn bé đói quá nên ngủ từ sớm rồi. Thủy Sương gật đầu rồi nhanh chóng tiến ra gian giữa. Thoáng thấy con bé con nằm ngủ im lìm trong mùng, miệng vẫn mút ngón tay mà cô không khỏi nghẹn ngào. Thủy Sương nhanh chân xuống bếp bắc nồi cháo, rồi thay nhanh mớ quần áo đang lấm lem bùn đất, rồi trở lại bếp sắc cho mẹ chồng mấy thang thuốc bắc. Ngồi co ro trong căn bếp rột, với khói của bếp chấu quyện lên cay xè hai mắt, Thủy Sương bần thần nhớ lại quãng đời tăm tối từ khi cô bước chân về làm vợ của lão Sử chồng mình. 10 năm về trước, Thủy Sương cũng là một bông hoa có tiếng của trường sư phạm. Cha cô làm hiệu trưởng cho một trường cấp 2. Mẹ cô ở nhà mở một quán tạp hóa nhỏ và đứa em trai út đang học cấp 3. Cuộc sống của gia đình Thủy Sương dạo ấy được coi là khấm khá so với đa số dân trong vùng. Những ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Cơn gia biến ập tới khi em trai của đột tử chết ở trường. Thằng bé lúc sinh thời khôi ngô đĩnh ngộ và là niềm tự hào của gia đình lắm. Cha cô đang trên trường, nghe tin con trai mình mất thì cuống cuống phóng xe Honda lên trường cấp 3 trên huyện, cách nơi ông làm việc tầm chục cây số. Oan trái thế nào, ông lại bị xe tải cán chết dọc đường khi chưa kịp nhận xác con. Cuộc sống của Thủy Sương đột ngột thay đổi từ cái ngày định mệnh ấy. Cùng một ngày chứng kiến cả chồng và con trai chết thảm, mẹ cô cũng hóa điên. Thủy Sương phải nghỉ học trên trường để làm đủ thứ nghề thượng vàng hạ cám để nuôi mẹ già. Và trong một lần lên cơn, mẹ cô cũng bỏ nhà ra đi. Nghe người ta kể với nhau là bà ấy chầm mình chết ở con sông cả đầu làng cùng năm đó. Thủy Sương cắn răng lo liệu tang sự cho mẹ mình, rồi lầm lũi sống trong căn nhà. Một thân một mình hương lửa cho ba bát nhang không bao giờ nguội lạnh. Số phận run rủi cho cô gặp được mẹ chồng trong buổi chiều mưa rả rích. Và chính ngày ấy, cuộc đời của cô lại tiếp tục rẽ sang một trang khác, có chiều còn tăm tối và thê thảm hơn. Chiều hôm ấy, Thủy Sương tan ca ở xí nghiệp ra công giày ra. Cô nhanh chóng trở về nhà theo thói quen như thường ngày. Thì bất ngờ chiếc xe Honda cũ mềm lại hết xăng. Thủy Sương đẩy bộ một đoạn mới tới được cây xăng. Nhưng oái ầm thay, khi đổ xong, thì sực nhớ ra không đem theo tiền. Đang loay hoay chưa biết tính sao, thì một giọng nói trầm ấm cất lên làm cô giật mình. Cô quên đem tiền theo hả? Để tôi trả dùm cho. Thủy Sương ngoái đầu lại, nhận ra đó là một người đàn ông khá phong trần, nước da rám nắng với hàm răng trắng đều như hạt bưởi, đang đứng ngay sát mình. Thoáng thấy nét bối rối trên gương mặt cô, người đàn ông nhanh tay thanh toán tiền rồi đổ xăng và đánh xe ra ngoài hương lộ. Thủy Sương chợt sực tỉnh cơn mộng mị, nhanh chóng phóng xe theo và ngỏ ý sẽ trả lại tiền. Nhưng người đàn ông chỉ mỉm cười rồi phóng xe đi mất dạng. Sau hôm ấy, định mệnh lại run rủi cho hai người gặp nhau một lần nữa. Thủy Sương nặng nặc muốn cảm ơn, nên dù từ chối mấy lần, người đàn ông cũng đành chấp nhận. Duyên số run rủi thế nào mà hai người tỏ ra hợp ý nhau lắm. Thế rồi sau vỏn vẹn 10 tháng quen nhau, cô đã đồng ý theo gã về làm vợ, làm dâu nhà bà Anh. Gia cảnh của nhà gã cũng chẳng khấm khá gì cho cam. Bà Anh tuy tuổi chưa gọi là già lắm, nhưng đau ốm liên miên. Căn bệnh thấp khớp và dạ dày hành hạ bà ghê gớm. Gã lại làm chân thợ xây chạy công trình, nên cũng bữa đói bữa no. Thành thử Thủy Sương cũng nghỉ việc công ty. Phần vì khá xa nhà, phần vì muốn có thời gian mà lo cho mẹ chồng. Phúc phận cho cô là gặp được bà mẹ chồng hiền lương lắm. Bà Anh ngoài những lúc ốm đau thì cũng tỏ ra quan tâm đến người con dâu thảo hiền này. Và hai mẹ con thương yêu nhau như ruột thịt. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua. Căn nhà ba gian tuy nghèo nàn, nhưng tiếng cười chưa bao giờ dứt. Cho đến khi con bé Cẩm ra đời thì mọi thứ đã thay đổi hẳn.
Nhà có thêm miệng ăn, gánh nặng kinh tế lại đè nặng lên đôi vai của hai vợ chồng. Nghèo đói là căn bệnh vô hình bóp nghẹt đi bao nhiêu hạnh phúc, và gia đình Thủy Sương cũng chẳng phải ngoại lệ. Sử đã loay hoay đủ nghề nhưng vẫn không có ngày ngóc đầu lên với đời, nên gã có vẻ hậm hực lắm. Thế rồi dần dà gã kết giao với đám bạn xấu và sa đà vào cờ bạc từ lúc nào cũng chẳng hay. Cái máu đỏ đen một khi đã manh nha xuất hiện trong bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào thì nó cũng sẽ mọc rễ, đâm chồi và lấn át lý tính, lấn át luôn lương tri và tính người. Các cụ đã bảo, cờ bạc là bác thằng bần, mấy ai làm giàu từ trò đen đỏ đâu. Xưa này toàn cảnh nhà trống hoác, gia đình lục đục, vợ con nheo nhóc chiếm ngự tổ ấm nơi con bạc cư ngụ. Nhưng tại sao gã biết túng quẫn, biết tan nát cửa nhà mà vẫn đâm đầu vào? Bởi vì gã mắc bệnh nghiện cờ bạc. Quay quắt kiếm tiền, hưng phấn gầy sòng, quẩn quanh tâm trí nơi mấy ván cược, mấy trò lắc xỉu, mấy con bài đen đỏ. Bà anh biết vậy, đã nhiều lần vào can ra cản. Thủy Sương cũng hết lời khuyên can chồng mình và cũng đã hứa thay đổi. Nhưng cái giây phút thức tỉnh ấy kéo dài chẳng được bao lâu. Mỗi khi chán nản rỗi việc, lại thêm đám bạn xấu rủ rê, gã lại chép miệng, ngựa quen đường cũ. Để rồi gã ôm những khoản nợ vào người. Lúc đầu còn là vài 300 bạc, mấy ngày đi làm bục mặt nợ nần thanh toán xong xuôi, lại rủng rỉnh kiếm mấy chiếu bạc, tìm mấy ổ bạc mà nướng mình, bỏ ngoài tai lời khuyên của mẹ và vợ. Trong cái viễn cảnh có phần u tối ấy, bàn trái thầy, chính Thủy Sương chứ không phải người nào khác phải gánh tất cả mọi hậu họa do thói đam mê cờ bạc của gã gây ra. Một bữa thắng thì có đến 5-7 dạo thua trắng, tiền bạc tích cóp, tài sản dành dụm dần dần đợi nón ra đi. Túng quẫn đến mức cả tiền mua sữa cho con, gã cũng nhẫn tâm mang đi mà ba đá. Phỏng móm, để rồi chỉ ôm đầu cay cú vì thua sạch. Từ khi gã xa chân vào kiếp đỏ đen đó, dù muốn hay không, Thủy Sương cũng phải cắn răng chấp nhận cái cảnh nợ vây quanh năm suốt tháng. Mượn nợ bên này, vay nợ bên kia, giật gấu vá vai đáp đổi suốt. Gã chỉ biết làm thế nào để có tiền trong tay, kể cả tiền nóng, hòng gỡ lại số tiền đã thua. Nhưng có biết đâu rằng keo này thua, keo sau thua, và cứ thế nợ dài ra mãi. Cũng từ khi lao vào như con thiêu thân khát nước, cảnh gia đình lục đục, vợ chồng cãi vã, con cái nheo nhóc và nghèo nàn làm cuộc đời Thủy Sương như bước vào đường tăm tối lắm. Tiếng cười của đôi ba lần thắng bạc chẳng thể bù trừ cho cảnh nhà cứ vang lên tiếng cằn nhằn, mắng nhiếc chửi rủa, chén bát va chạm sau những lần gã đòi tiền vợ bất thành. Gã cứ thế đi đêm về hôm, rồi lại bạc mặt ngủ. Tỉnh dậy là gã hạch xách cơm nước, khi nó bụng ấm cật, gã lại xách xe đi. Thủy Sương dù nói hết nước hết cái, nhưng gã nào có hiểu. Thành thử cô đành chấp nhận cảnh lẻ bóng, bươn chải lo toan, từ chuyện lớn đến bé trong gia đình. Lễ Tết thì chẳng có bóng dáng chồng, và xăm ba ngày nghỉ cũng vắng bóng, bởi gã đang mải mê chinh chiến chẳng còn tâm trí dành cho vợ con, cho gia đình nghèo nàn này. Thủy Sương đã cám cảnh vô cùng mỗi khi bóng tối nhập nhoạng, đèn đường đắt lên từ lâu mà chồng mất tăm mất tích. Đêm nối đêm thức trắng đợi tiếng xe quen thuộc của chồng, nhưng có khi sáng bạch mắt gã mới lết thân trở về. Cô cũng quen dần với cảnh ngượng chín mặt khi người thân người quen trong làng đòi tiền mà chồng cô vay lần này đến lần khác và hứa hẹn. Đó là còn chưa kể cảnh chủ nợ đến nhà đòi xiết thứ này thứ nọ, hay như tuần trước đám thằng đình đầu bò vây kín ném mắm tôm vì gã vay nóng 5 triệu chưa kịp trả. Ngồi đờ đẫn nghĩ lại cái khoảng trầm trong mấy năm làm vợ gã, Thủy Sương chỉ biết nén tiếng thở dài vào sâu trong lòng. Hôm nay đã là 29 Tết mà trong nhà vẫn trống hoác, gạo đã gần cạn thùng, mẹ già ốm đau, con cái cả năm chưa mua được cho bộ quần áo mới. Còn gã, gã vẫn cắm mặt nơi chiếu bạc, bỏ mặc cái gia đình này. Khói bếp quện đặc lại làm khóe mắt Thủy Sương cay cay, hay chính nỗi tủi hờn trong lòng làm cô trực trào ra nước mắt. Thủy Sương thở dài, rồi bạc mặt múc ra mấy bát cháo lõng bóng nước lên nhà trên. Cô lau vội nước mắt rồi thổi cháo đút cho mẹ chồng. Trên tay là con bé Cẩm đang khóc ngặt nghẽo vì đói. Bà anh húp ít nước hồ, rồi nhau mắt xoa tay con dâu và bảo: "Mẹ xin lỗi con khổ quá Dương ơi." Thủy Sương chỉ mỉm cười,
rồi chợt gục đầu mấy giây, đoạn lại tiếp tục bón cháo cho mẹ mình. Sau khi con bé cầm ăn no, cô lại vén mùng cho nó ngủ, đoạn nhanh chân xuống bếp rót lên bát nước thuốc, rồi gắng ép mẹ chồng uống cho lại sức. Hai mẹ con ngồi bên nhau, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, cho đến khi tiếng đập cổng rầm rầm phát ra, làm cô giật mình, buông chén thuốc chạy vội ra. Đứng trước mặt cô, chẳng phải ai xa lạ mà chính là gã. Người gã nồng nặc mùi rượu, chân đầm đá chân chiêu mà loạng choạng vào nhà. Gã ngồi bạc bạc ở bộ bàn ghế mà chẳng thèm hỏi han mẹ mình lấy một câu. Gã ngửa cổ tu cạn bát nước lọc rồi quát một câu cụt lụt. Cơm mày! Thủy Sương lầm lũi tiến xuống bếp, nửa tiếng trách than cũng không có. Bà anh nghe thấy gã hạch sách thì rút cổ ho rồi đập tay bình bịch xuống chiếu mà rít lên. Tiền sư mày, cái thằng mất hiếu kìa! Mày chỉ biết cắm mặt vào bài bạc mà bỏ bê cái nhà này. 29 Tết rồi mà mày cứ đi biển biệt. Mẹ mày chết khô ở nhà mày cũng không đoái hoài gì phải không? Mày đi chán chê rồi vác mặt về hành hạ vợ con mày hả? Mày có biết vợ mày nó lo cho cái nhà này hết nước hết cái rồi không? Sử khạc một tràng rồi nhổ toẹt một bãi đầm xuống nền nhà, quay sang cằn nhằn. Sao mẹ cứ cào nhỏ mãi thế nhỉ? Tôi đi đêm về hôm cũng chỉ vì lo cho cái nhà này có đồng vào đồng ra đấy. Bà anh nghe con trai mình chống chế thì bực quá gầm lên. Mày đi lo cho cái nhà này thì tao không thèm nói. Đằng này mày đi đánh bạc thì phận là mẹ tao phải dạy bảo mày. Mày nhìn lên ban thờ kia kìa. 29 Tết rồi mà các cụ có tí nhang khói nào không? Mày là thân đàn ông mà ham ăn lười làm. Mày để vợ mày nó quần quật thân cỏ sớm hôm. Đã vậy, mày còn trộm cả tiền ăn của con mày mà đem đi cúng cho bọn bài bạc. Mày có còn là con người không Sử ơi? Bà anh nói xong, dường như cơn xúc động trào lên, nên bà lại ho đái ra quần. Thủy Sương đặt cái tô cháo xuống bàn, rồi nhanh chóng chạy lại vuốt lưng cho bà, rồi lắp bắp. Thôi, con xin mẹ, con lại mẹ. Mẹ đang bệnh thế này, mẹ nằm nghỉ đi. Bà anh bấu chặt tay con dâu rồi rít qua kẽ răng. Còn không được bênh nó. Thằng này nó không phải con ta. Nó hỏng hẳn rồi. Bất ngờ, một tiếng xoảng vọng ra chói tai, kèm theo đó là tiếng gầm của gã. Còn mẹ nó, chỉ có cháo loãng là sao? Bố mày đi làm cả ngày mà chỉ cho húp cháo à? Thủy Sương lật đật trở ra, nhìn cái bát đã vỡ tan dưới nền nhà, cháo loãng văng ra bắn đầy bậu cửa. Con bé Cẩm đang ngủ giật mình khóc ré lên. Cô nhanh chóng tiến lại ôm con rồi lý nhí. Nay em về trễ nên không cơm nước gì được. Anh ăn tạm sớm mai em đi chợ nấu cơm. Sử điên tiết Cẩm lên. Sáng mai? Sáng mai để tao chết đói à? Hay mày khinh chồng mày không làm ra tiền nên đối xử thế này hả? Thế rồi mặc cho vợ mình đang bế con và lắp bắp giải thích, gắt thẳng tay tát cho cô một cái nổ đom đóm. Con bé Cẩm ngã chúi xuống nền nhà cùng mẹ nên sợ hãi khóc ầm lên. Oan trái thay, bọc tiền công mà bà chủ quán Thanh Xuân thanh toán cho cô cuối năm lại rơi ra. Đang cày cú vì thua bạc, lại thấy bịch tiền của vợ, gã như chết đuối vớ được cọc. Gã giật luôn bịch tiền rồi cười lên ha ha. Tiền sư cái con đĩ quả mộ, có tiền mà giấu tao à? Đưa đây, đưa đây. Gã nhào tới giật bịch tiền rồi bước nhanh ra cửa, mặc cho con bé đang khóc váng lên. Thủy Sương ôm lấy chân chồng rồi gào lên. Không được, tiền đó để sắm cái lễ cúng cha mẹ em. Tiền ăn cho con, tiền thuốc cho mẹ. Em không cho anh mang đi đâu. Gã điên tiết giơ chân đạp cho vợ mình mấy cái. Chứng kiến cảnh đó, bà anh chỉ biết gào váng lên. Ôi giời ơi, ông Năm ơi. Ông về mà xem cái thằng Sử nó mất dạy thế này này. Sử ơi, mày thương mẹ, thương vợ con mày với. Mày giết mẹ đi Sử ơi. Gã nắm chặt bọc tiền, rồi bỏ mặc mẹ già, vợ con, lầm lũi bước ra cổng. Giờ đây, ngồi bạc mặt trong căn nhà tồi tàn với thân thể tàn tạ và tiếng khóc oán than vọng lên. Thủy Sương đờ đẫn như người mất hồn.
Cô thất thần nhìn ra không gian đen đặc, lạnh cóng và ẩm ướt mà không khóc thành lời. Số phận và cuộc đời của cô tăm tối chẳng khác gì chị Dậu cả. Thế là sáng hôm sau, nhằm 30 Tết, Thủy Sương phải muối mặt sang nhà bà Nguyệt hàng xóm mà vay đỡ 1 triệu bạc để sắm sửa đồ cúng cho vong linh tổ tiên đã tủi lạnh nơi chín suối. Bà Nguyệt cũng hiểu cho hoàn cảnh của cô nên thương cảm dúi cho 2 triệu mà bảo là cầm về lo liệu, không cần báo đáp. Thủy Sương cay xè mắt, gục đầu lầm lỗi trở về nhà. Sau khi sắp xếp xong xuôi, cô cũng nhanh chóng cầm theo cái cuốc để tiến ra nghĩa địa làm cái lễ tảo mộ như bao người trong làng. Trong quan niệm của dân tộc ta, khi năm mới đến, mọi thứ đều phải được sửa sang cho mới mẻ, kể cả với những người đã khuất. Vì thế những ngày này, các gia đình dòng họ đều cùng nhau sửa sang, dọn dẹp phần mộ. Người làng này cũng theo tập tục ngàn đời đó mà chiều 30 cùng nhau tiến ra khu nghĩa địa đầu làng để phát quang cỏ dại, lau chùi xung quanh mộ phần để tránh những gì không tốt xâm phạm đến linh hồn người đã khuất. Nhiều gia đình khá giả trong làng còn cho tu bổ lại những nấm mộ thấp chưa đẹp. Họ đem hương hoa lễ vật đến thắp hương để mời gọi những người quá vãng về nhà ăn Tết cùng con cháu. Thăm viếng phần mộ đã trở thành một nét truyền thống đặc trưng riêng của dân ta mỗi khi Tết đến. Khi đi tảo mộ những ngày này, không quan trọng những lễ vật với mâm cao cỗ đầy, mà chủ yếu là tấm lòng thành của con cháu với ông bà tổ tiên. Và riêng với gia đình Thủy Dương, dù có muốn mâm cao cỗ đầy nhưng lực bất tòng tâm, cô chỉ đem theo nắm nhang ra ngoài mộ, phần nào cho hương hồn các cụ được an ủi mà thôi. Sau khi dọn dẹp và hương khói khấn vái xong xuôi, Thủy Sương lục tục vác cuốc định quay bước về nhà. Khi đi ngang qua một nấm mộ hoang của người Tàu, Thủy Sương á khẩu suýt nữa đánh rơi cái cuốc, toàn thân rùng rợn, gai ốc nổi sọc sống lưng. Vì lúc ánh mắt của cô quét qua tấm bia mộ rêu xanh phủ gần kín, trên bức ảnh trắng đen khắc trên mộ hoang, chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà cụ xin quá giang đêm qua. Và điều làm cô hãi hùng nhất chính là trên mô đất nhô lên bằng cái thúng đó. Lúc này, chiếc áo phao đêm qua cô cho bà cụ mượn đang im lìm trong cơn mưa phùn dai dẳng. Thủy Sương tái mặt mấy giây rồi thương cảm lại trào lên. Thoáng thấy ngôi mộ hoang chi chít cỏ dại lại nằm ở chỗ khuất trong nghĩa địa. Có lẽ đã lâu không ai hương lửa nên cô chậm chậm tiến lại. Sẵn nắm hương trên tay, cô phát lòng thiện tâm mà đốt lên 3 que nhang đỏ rực. Thủy Sương quỳ xuống rồi lẩm rẩm khấn vái. Cụ ơi, cụ sống khôn thác thiên, con chẳng có gì, chỉ có mấy nén nhang an ủi cho vong linh của cụ. Cụ cho phép con dọn dẹp lại nhà cửa cho cụ nhé. Con cũng khẩn xin cụ về nhà còn hưởng hương hoa đầu năm. Có lẽ đã lâu chẳng có ai thăm viếng cho cụ rồi. Nói rồi, Thủy Sương nén tiếng thở dài mà rấy hết đám cỏ dại, mặc cho cơn mưa dai dẳng rả rích thê lương giữa không gian âm u. Cô cứ lầm lũi dọn dẹp. Mất nửa tiếng đồng hồ sau, ngôi mộ của bà cụ xa lạ cũng sạch sẽ tinh tường. Thủy Sương thắp thêm cho bà lão 1 tuần nhang, rồi cũng nhanh chóng quay cuốc mà trở về nhà, đặng sắp cái lễ cho kịp giờ cúng giao thừa. Cô cứ lầm lũi bước đi mà không biết ở góc nghĩa trang có một con quạ đen đứng trên một mô đất, im lìm chứng kiến tất cả mọi việc. Đến khi bóng cô khuất dạng ở đầu con dốc, con quạ cũng vỗ cánh lao vụt lên trên trời và gào lên 3 tiếng thất thanh. Đêm giao thừa đó chỉ có 3 mẹ con làm lễ khấn vái đất đai và vong linh tổ tiên, còn gã thì biệt tăm biệt tích, không thèm mò về nhà. Bữa cỗ đêm giao thừa là ngày duy nhất có thịt. Thủy Sương nhìn con gái mình đang nhồm nhoàm nhai góc cái bánh chưng mà thương cảm trực trào nước mắt. Bà anh thoáng thấy nét mặt con dâu thì trong lòng cũng nặng nề lắm. Nhưng vì là ngày đầu năm nên 2 mẹ con chỉ biết động viên nhau mà thôi. Lúc ấy tầm 1 giờ sáng, con bé Cầm và mẹ chồng đã ngủ từ lâu. Căn nhà 4 bề lọt gió đang chìm trong một màn tĩnh lặng. Thủy Sương vẫn đang trằn trọc, vắt tay lên trán không thể nào ngủ nổi, thì bên hông nhà chợt phát ra tiếng ho sù sụ. Thủy Sương giật mình ngồi nhổm dậy. Bình thường vào giữa đêm, mẹ chồng cô cũng hay phát ra tiếng ho như thế. Nhưng lạ thay, hôm nay rõ ràng mẹ chồng cô đang nằm ở bên kia buồng. Tại sao lại có tiếng ho phát ra bên hông nhà, ngay sát cạnh cửa sổ, cách chỗ cô nằm chỉ mấy bước chân. Thủy Sương định thần quan sát trong đêm tối, thì
thì tiếng ho đó bất chợt im bặt. Cô thở dài mệt mỏi nằm xuống và nghĩ rằng mình nghe nhầm. Chằn chọc một lúc, cuối cùng Thủy Sương cũng chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi tiếng gọi rất nhẹ vọng lại bên tai, làm cô giật mình thức giấc. Con ơi, dậy ta bảo này. Con ơi. Thủy Sương mở trừng hai mắt, tính ngồi bật dậy xem tiếng gọi đó là của ai. Mặc dù thần trí của cô đã tỉnh táo ra mấy phần, nhưng chân tay lại không thể cử động. Toàn thân mất hết sức lực, chỉ biết nằm im, hướng mắt ra ngoài nhà, nơi mới phát ra tiếng gọi ban nãy. Dưới không gian tranh tối tranh sáng của ngọn đèn quả nhót hắt ra từ bàn thờ, Thủy Sương thấy rõ giữa nhà xuất hiện một vùng sương mờ ảo. Và trong không gian ma mị đó, cô nhận thấy hình bóng của bà lão tội nghiệp trên bức bia mộ. Ở ngôi mộ hoang ban chiều đang đứng đó lù lù nhìn cô. Thủy Sương ú ớ mấy câu nhưng không phát ra thành lời. Tiếng nói bị bóp nghẹt và tắc nghẽn ở cuống họng. Bà lão trong bộ trang phục của người Hoa cổ lúc này đã có phần tinh tươm và sạch sẽ lắm. Bà lão chậm chậm tiến lại, rồi ngồi xuống cạnh giường nhìn cô, mỉm cười hiền hậu. Đoạn cất ra một thứ thanh âm như vọng về từ cõi u minh sâu thăm thẳm. Con ơi, ta vốn là vợ của quan tổng trấn Hưng Hà. Ta đã chết cách đây hơn 100 năm rồi. Gia đình ta đã thất tán ly biệt từ lâu. Mộ phần của ta cũng bỏ hoang từ đó. Còn là cô gái có tấm lòng thiện tâm, cũng là người duy nhất thắp cho ta nén nhang an ủi vong linh. Có ơn báo ơn. Con hãy cố gắng nghe lời ta dặn. Ở cạnh mộ phần của ta có một kho báu, chính là một rương vàng mà dạo trước chồng ta cho táng cùng để làm lộ phí khi qua sông báo xanh ở âm tào. Tuy ta đã già, nhưng khi chết bất đắc kỳ tử nên vong linh không thể siêu thoát. Con hãy ra đảo luôn kho báu đó lên mà lo liệu cho đời mình. Hãy nhớ hốt luôn xác của ta mà thờ phụng. Ta sẽ đi theo phù hộ độ trì cho con. Ở cạnh mộ huyệt của ta, ta đã để sẵn một tấm vải đỏ, chính là vạt áo mà ta đang mặc trên người làm dấu. Con hãy đi ngay đi, kẻo lỡ thiên cơ. Nói rồi, hình ảnh của bà lão từ từ tan đi như một làn khói mỏng, trả lại căn nhà bốn bề lọt gió. Đến lúc này, Thủy Sương mới mở choàng hai mắt rồi ngồi bật dậy, lùi hẳn vào thành giường. Căn nhà lại trở lại với vẻ âm u kỳ bí và lạnh lẽo. Thủy Sương biết chắc đây không phải là một giấc mơ, bởi vì bên tai cô vẫn vọng lại tiếng bà lão một cách đều đều. Con đi lấy vàng ngay, kẻo lỡ thiên cơ. Thủy Sương bật dậy, rồi đem hết sự tình kể lại cho mẹ chồng. Bà anh biết con dâu mình được người âm phù hộ độ trì, nên mau chóng thúc giục cô thắp lên bàn thờ ba nén nhang, cầu xin vong linh tổ tiên phù hộ. Rồi ngay trong đêm đó, hai mẹ con dìu nhau mau mải tiến ra ngôi mộ hoang cuối nghĩa địa. Tiết trời mùa đông giá buốt, lại gặp cơn mưa phùn. Con đường độc mộc dẫn ra nghĩa địa lúc này đã lầy lội bùn đất. May mắn thay, chẳng có ai bén mảng qua lại vào lúc này. Hai mẹ con nhanh chân tìm đến ngôi mộ hoang, thì đúng như lời bà lão báo mộng, trên lớp đất còn chưa ra gốc của đám cỏ dại đã được cô phát đi từ chiều. Lúc này một tấm vải đỏ như máu đã nằm sẵn ở đó từ bao giờ. Hai mẹ con cô thắp lên bàn nén nhang rồi lẩm rẩm khấn vái một hồi, đặng xin vong linh bà lão cho phép. Thế rồi cứ theo lời bà lão mà đào sâu xuống khoảng 3 tấc đất. Quả nhìn cái xẻng oằn đi khi chạm phải một thứ gì cứng lắm. Hai mẹ con nhìn nhau giật mình rồi cắm đầu lấy tay cào bới. Cũng may lớp đất nghĩa địa ngày thường khô rắn, nhưng gặp mưa dầm lâu năm nên có phần tơi xốp hẳn. Chiếc đèn pin con thỏ loang loáng phát ra chỉ chiếu được một vùng sáng lờ mờ. Thủy Sương phải định thần kỹ mới nhận ra đó không phải là gạch vụn mà là một cái nắp. Đúng ra là cái nắp rương bị khuyết đi một mảnh. Hai mẹ con cắm đầu ngồi thụp xuống, lấy tay cào lấy cào để cơ man nào là đất cát. Bao nhiêu mệt nhọc phút chốc tan biến, đổi lại là nhịp tim mà chính hai người còn nghe được. Cào xới một hồi, cả hai sững người nhận ra là một cái rương sảnh, chạm khắc gì thì hai người không chú ý, vì lúc này mắt mẹ con họ đang hoa lên. Thủy Sương rú lên thảng thốt. Từ thỏ sinh ra tới giờ, cô chưa bao giờ thấy cơ man vàng bạc nào nhiều như thế này.
vàng khối xếp hai tầng, vàng nén đầy ấm áp và những vòng ngọc châm cài phỉ thúy đầy ngập một rương. Ánh sáng của cái đèn pin con thỏ chiếu lập lòe càng làm cho nó tỏa ra cái thứ ánh sáng mị hoặc. Bà anh ngồi thụp xuống, đái hết ra quần, mắt mở đi. Hai mẹ con thất thần mấy giây rồi cũng quỳ mọp xuống, thắp nhang lạy vong hồn bà lão như tế sao. Vàng, tất cả là của họ. Thủy Sương không biết lúc này là mấy giờ. Trên con đường độc mộc heo hút chẳng có bóng ma nào bén mảng. Lâu lâu trong làng chỉ vọng lại vài tiếng chó sủa rồi im bặt. Hai mẹ con mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh phi thường làm cho cái rương vàng nặng dễ 20 kg đó được cô vác lên vai đi xăm xăm. Sau khi hai mẹ con an toàn trở về nhà, sung sướng vì bắt được vàng nên quên hết mệt nhọc, Thủy Sương cầm từng thỏi vàng sáng lóa dưới ánh đèn mà đưa lên miệng cắn. Mắt cô long lên, tim cô run từng chập. Đời cô thế là khác. Giữa không gian đặc quánh chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai mẹ con, tiếng tim đập bình bịch nghe rõ mồn một. Thủy Sương tự nhủ có tiền rồi, cô phải cho con ăn một bữa thật ngon, mua quần áo thật đẹp, vì tâm trí cô lúc này chỉ nghĩ được đến thế. Thủy Sương cũng rộng lòng mà lấy một phần gia sản đem chia cho người dân trong làng. Có tiền rồi, căn bệnh thấp khớp và dạ dày của mẹ chồng cô cũng được chữa trị triệt để. Bà anh hết bệnh lại thêm tinh thần thoải mái, nên càng ngày càng trẻ ra, sức khỏe có chiều còn tốt hơn trước vạn phần. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp bắt đầu đến với cô, nhưng quả thật ngày vui ngắn chẳng tày gang, thói đời nhàn cư vi bất thiện. Thằng Sử chồng cô sau khi bỏ được thói bài bạc một thời gian thì lại vướng vào một thói hư tật xấu khác, đó là gã có vợ bé. Gã lại tiếp tục rẽ ngang rẽ dọc đi sớm về khuya, tiền bạc trong nhà gã cũng mang đi mỗi lúc một nhiều. Chuyện ấy đổ đến tai Thủy Sương làm cho cô buồn phiền lắm. Cô đã nhiều lần thẳng thắn nói chuyện với chồng mình, nhưng gã cứ lảng đi rồi chối đây đẩy. Gã viện cớ gặp gỡ đối tác và ký hợp đồng chứ chẳng có bổ bịch gì hết. Số là sau khi có tiền rồi, hai vợ chồng mở một cửa hàng buôn bán vật tư. Thủy Sương thì đăng ký một lớp kinh tế. Nhờ sự khéo léo và đảm đang nên chẳng mấy chốc cửa hàng nhỏ đó đã thành một nhà máy lớn, có mấy nhà máy con trong hệ thống. Nghiễm nhiên Sử trở thành một giám đốc, dù gã chẳng biết tính toán mẹ gì. 6 giờ tối hôm ấy tại nhà hàng, trong tiếng vĩ cầm du dương cất lên dưới ánh nến lung linh, Sử khẽ cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô nhân tình và lồng vào đó một chiếc vòng vàng đắt tiền. Cô nhân tình đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Phương Trinh, thư ký riêng của gã. Gã hôn nhẹ lên bàn tay nõn nà rồi thì thầm bảo: "Sao cưng, em thích món quà này chứ?" Cô nhân tình với nhan sắc diễm lệ trưng ra nét mặt ủ rột rồi rưng rưng đáp: "Em cần gì mấy thứ vật chất xa hoa? Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi là đừng tốn tiền mua chúng. Anh đem về mà cho bọn khọm giả nhà anh ấy." Sử ngồi xuống chiếc ghế gỗ có lớp sơn màu trắng, nhanh tay rót ra hai ly rượu đắt đỏ, khẽ đẩy một ly về phía người tình và sờ giọng nịnh nọt: "Thôi mà em, trang sức đẹp thì phải đi với người đẹp cho xứng đáng. Chứ còn vợ nhà anh vừa già vừa xấu, đèn đuốc lại cục mịch quê mùa. Đeo thứ này lên, có khác gì bôi cho chát chấu vào mặt anh không?" Phương Trình nhìn gã rồi nguýt dài: "Vâng, quê mùa cục mịch, thế mà anh có dứt ra được đâu. Anh đã hứa với em bao nhiêu lần là bỏ quách mụ ta để cưới em về, thế mà đã gần một năm nay chẳng thấy nói năng gì. Hay là anh không yêu em, thì để em đi tìm người khác, đừng có làm lỡ thanh xuân của em." Sử xoa hai bàn tay vào nhau rồi trần tình: "Thì anh cũng muốn lắm chứ, muốn bỏ quách mụ để đón em về làm bà chính. Nhưng mà việc gì thì cũng phải từ từ, mẹ anh còn sống sờ sờ ra đấy, dễ gì bà cho anh bỏ." Phương Trình giả bộ giận dỗi: "Bà không cho anh bỏ thì chẳng lẽ em cứ phải chờ anh thế này sao? Anh không thấy thiệt thòi cho em à? Bây giờ anh nói đi, anh chọn mẹ anh, vợ anh hay là chọn em?" Sử tiến lại gần, vén mớ tóc rồi hôn lên cái cận cổ với lớp da trắng mịn và thì thào: "Em yên tâm đi, chỉ cần con vợ già nhà anh nó chuyển giao toàn bộ mấy cơ sở đứng tên anh, thì một nước anh đuổi mẹ con mụ ấy ra khỏi nhà. Lúc ấy có mà rời mới cản được."
Phương Trình nắm lấy tay Sử rồi dịu giọng. Em là em thương anh thật lòng, chứ chẳng có tự hào của cải vật chất gì. Nếu như anh bỏ hết tất cả mà về với em, thì em cũng bằng lòng, kể cả là rau cháo qua ngày với nhau. Sử cười lên ha hả, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô nhân tình và đáp. Em đừng lo, thằng Sử này mà lại không lo cho em được cuộc sống lên xe xuống ngựa tiền bạc đủ đầy à? Chờ, chờ anh nghe chưa? Dăm tháng thôi là anh tống cổ nó ra đường. Cái thứ xấu xí quê mùa đó làm sao bằng một góc em được. Ngay lúc đó thì tiếng vỗ tay bôm bốp vọng lại sau lưng, làm Sử giật mình. Gã định thần nhìn lại thì chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà anh mẹ mình. Sử lùi lại một bước rồi lắp bắp hỏi. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Bà anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi quay sang nhìn con trai gằn giọng. Hay, hay lắm. Mẹ nghe nói gần đây mày bận họp hành, mẹ đến xem thử xem sao. Thế bây giờ mẹ đến cũng phải xin phép mày à? Sử tiến lại định giải thích thì bà anh tắt luôn cho gã một cái nổ nom đóm. Đoạn bà đẩy ghế tiến lại gần nhân tình của con trai mình. Thoáng thấy người đàn bà giàu sang khí chất hơn người mà Sử gọi là mẹ. Phương Trình mau mải đứng lên, hai tay cấu vạt váy rồi dở giọng. Bác, con chào bác, lần đầu gặp mặt. Bà anh chen ngang trong khi ánh mắt vẫn toát lên vẻ giận dữ. Tôi hỏi cô, con trai tôi đã có vợ và một đứa con gái xinh đẹp. Cô biết điều đó không? Phương Trình bị thần thái cao sang của bà anh làm cho hơi khớp nên lắp bắp. Con biết mà mẹ. Không, bác ạ. Bà anh cười khinh bỉ rồi đáp. Cô gái à, trong số tất cả những tách trà tôi từng uống, cô chỉ như nhúng cặn thôi. Thích tiền thì cầm lấy một ít. Nói rồi bà anh móc trong chiếc bóp da ra một xấp giấy bạc 500 ngàn rồi ném xuống mặt bàn. Phương Trình cũng chẳng phải dạng vừa, à nhanh chóng lấy lại thái độ rồi nhìn bà gằn giọng. Bác ơi, bác hiểu lầm rồi. Cháu yêu tất cả của anh ấy cơ. Mà cháu bảo bác này, anh ấy tài giỏi thế mà chỉ đẻ được một đứa con gái. Bác cũng phải nghĩ cho việc hương lửa sau này chứ. Có mẹ chồng nào mà không muốn có cháu trai chứ. Bà anh trầm trồ một tiếng rồi quay sang con trai hỏi. Thế đứa cháu gái của mẹ thì phải làm thế nào? Phương Trình nhanh chóng đỡ lời. Bác ơi, cháu gái thì chẳng làm được tích sự gì đâu. Bà anh quay sang cản giọng. Cút! Ở đây không có chỗ cho cô chõ mồm vào. Mẹ con tôi đang nói chuyện. Bố mẹ cô không dạy cô cách ứng xử à? Ngược thời gian trở lại một tiếng đồng hồ trước, bà anh đang tập yoga trong gian phòng sang trọng thì thoáng thấy nét mặt ủ sột của Thủy Sương khi cô trở về nhà. Bà anh nhanh chóng đứng dậy rồi tiến ra. Thấy con sâu đang rơm rớm nước mắt, bà giật mình dò xét. Thế làm sao mà con lại khóc lóc thế này? Như chạm vào nỗi đau, Thủy Sương gào lên tức tưởi. Mẹ ơi, anh Sử anh ấy có người khác rồi. Cô ta còn gọi điện thách thức con và gửi ảnh thân mật của hai người họ cho con nữa. Bà anh há hốc mồm nhìn vào mấy tấm ảnh con trai mình đang ôm hôn người con gái lạ thì giận tím mặt. Vốn dĩ từ lúc cơ hẳn, bà đã coi Thủy Sương như con gái ruột, nên chứng kiến cảnh đó bà nghiến răng chẹo chẹo mà rít lên. Con đĩ thối tha cướp chồng. Con thay quần áo đi, rồi theo mẹ đi dằn mặt con này. Nhanh lên. Trở lại hiện thực, bà anh móc chiếc điện thoại ra rồi gọi cho Thủy Sương tiến vào. Sau khi hai mẹ con đã ấm chỗ, bà anh mới quay sang hất hàm hỏi. Thế con bé này là con bé nào? Từ nãy đến giờ vào đây, tao còn chưa biết tên tuổi, người ngợm ở đâu hết. Phương Trình ấp úng. Dạ, cháu là thư ký riêng của anh Sử. Bà anh cười khinh bỉ rồi chỉ sang con dâu mình, tiếp tục hỏi. Thế cô có biết đây là vợ thằng Sử không? Con dâu tôi mới là chủ tịch công ty này. Cô gặp sếp mình có thái độ chân cháo thế à? Mồm miệng của cô đâu? Phương Trình quay sang nhìn Sử cầu cứu, nhưng gã chỉ biết cúi đầu lảng tránh. Bà anh nhếch mép cười rồi bảo. Đứng dậy, cúi thấp người xuống mà chào hỏi cho có lễ nghĩa.
Có học cao mà sao phép tắc tối thiểu cũng không có. Đoạn bà anh quay sang nhìn con trai mình và hỏi: Thế ý mày làm sao? Nãy tao đang hỏi về đứa cháu gái của tao thì mày tính thế nào? Sử đáp gọn lọn: Có con trai rồi thì cần con gái làm gì? Thủy Sương suy sụp khóc nấc lên. Phương Trình cũng được thể hùa vào: Đúng đấy bác ạ, cháu sẽ thay cô ta chăm sóc cho bác, cho anh Sử. Bà anh cười lên ha hả rồi hỏi: Chăm sóc cơ à? Nhưng mà đây là cháu tôi, chẳng lẽ tôi không lo được cho nó à? Cái loại như cô chỉ có nhắm vào gia sản nhà tôi thôi, tôi còn lạ gì. Nhưng tôi cũng xin báo cho cô một tin, đó là toàn bộ giấy tờ đứng tên đều là con dâu tôi, chứ cái thằng này chỉ là thằng ăn bám thôi. Còn cô ấy là cái loại tiểu tam cướp chồng. Biết thân biết phận đấy, thì liệu hồn không tôi cho cô chết. Nói rồi bà anh đứng phắt dậy rồi nhìn con dâu bảo: Có mẹ ở đây, đứa nào dám đặt chân nửa bước vào nhà để chèn ép con thì phải bước qua xác mẹ. Đi về. Thắng thấy bóng dáng hai mẹ con khuất dạng, ả nhân tình đã bổ lô bổ loa lên: Anh thấy chưa? Anh sáng mắt anh ra chưa? Anh hứa hẹn với tôi bao nhiêu điều, để rồi bây giờ đứng trước mặt mẹ mình, vợ mình, một lời anh cũng không dám bảo vệ tôi. Thôi, tôi nghĩ tốt nhất là đường ai nấy đi cho rồi. Sử van nài mấy câu rồi cố xoa dịu cơn bực dọc của ả nhân tình trẻ đẹp. Gá hứa hẹn thêm mấy câu rồi hạ quyết tâm phải chiếm cho được quyền sở hữu tài sản. Có vậy, gã mới có thể cưới cô nhân tình này làm vợ được. Ngay ngày hôm sau, bà anh đã trực tiếp đến công ty và yêu cầu đổi việc thẳng cổ ả nhân tình. Sở cũng tỏ ra biết điều và nghe theo mọi việc mà mẹ mình sắp xếp, nhưng trong đầu gã đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Bẵng đi một tháng trời, gã lại trở lại làm người đàn ông chí thú và có vẻ yêu thương chăm sóc gia đình lắm. Thủy Sương cũng cảm thấy vui lây vì có lẽ chồng mình đã nhìn ra được bộ mặt thật của ả nhân tình, đã nhìn ra được đâu mới là cái quan trọng. Sau khi dần dần chiếm được lòng tin của mẹ và vợ mình, lại gặp đúng dịp bà anh đưa theo đứa cháu đi du lịch cùng với đám bạn già, thì tối hôm đó gã quyết định thực hiện kế hoạch mà bản thân đã ấp ủ. Sau bao lời đường mật ngọt nhạt khi chỉ có hai vợ chồng ở nhà với nhau, nhằm thuyết phục Thủy Dương cho mình đứng tên toàn bộ gia sản, nhưng cô vẫn nhất định cự tuyệt. Theo đúng lời căn dặn của mẹ chồng, cơn ác thú trong lòng gã đã trỗi dậy. Nhân lúc vợ mình đang lầm rầm khấn vái trước bàn thờ, gã len lén lấy cây gậy bóng chày và nghiến răng nhắm thẳng đầu vợ mình mà giáng xuống. Thủy Sương đang lầm rầm khấn vái, bất chợt một tiếng cộp khô khốc phát ra. Cô cảm thấy đau nhói nơi đỉnh đầu. Hái hùng đưa hai tay lên thì dòng máu nóng trào ra tanh nồng. Thủy Sương lắp bắp: Anh Sử gầm lên điên dại: Tại sao cô không tin tưởng mà cho tôi đứng tên số gia sản đó? Cô có còn coi tôi là chồng cô không? Cô chọc điên tôi đấy à? Cái loại quê mùa cục bịch chỉ biết đẻ con gái, cô nhìn lại bản thân mình xem, cô có xứng với tôi không? Thủy Dương lết về sau mấy bước để run rẩy: Anh điên rồi. Tiếng mưa rơi bên ngoài căn nhà đã vọng lại ầm ầm, tim gã đập thình thịch có thể nghe rõ thành tiếng. Gã lầm lũi tiến lại rồi gầm lên: Điên? Tôi điên sao? Cô đừng tự lừa dối mình nữa. Tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Giết cô rồi thì tôi sẽ được sống cuộc đời khác. Nói nhẹ cô không nghe thì tôi tiễn cô đi một đoạn. Gã cười lên man dại rồi vung tay giã chiếc gậy bóng chảy điên cuồng, mặc vợ mình đang gào thét. Hai tay Thủy Sương cố gắng đưa lên chống đỡ, loạng choạng thế nào làm bát hương trên ban thờ vỡ tan, bụi tro tung lên mù mịt. Gã nghiến răng bóp cổ vợ mình rồi cứ nhẹ đầu mà xá. Những tiếng cộp cộp khô khốc vang ra kèm theo tiếng sét ầm ầm, tiếng gào đến lạc giọng rồi nhanh chóng mất hút trong màn đêm đen đặc. Máu huyết trên đầu Thủy Sương văng ra làm ướt đẫm tấm linh vị của bà lão người Hoa năm nào. Mấy phút sau, Thủy Sương nằm đó với vết thương to tướng trên đầu, máu huyết chảy ra đầm đìa trên mặt. Gã đứng gặp người thở hồng hộc rồi nhanh chóng vào phòng lấy ra tờ văn tự nhà đất và hàng loạt giấy tờ sang tên đổi chủ doanh nghiệp mà gã đã chuẩn bị sẵn.
định bụng xét điểm chỉ số tay của vợ mình vào. Sau khi thủ tục xong xuôi, gã nhanh chóng trở xuống căn hầm rồi lấy lên một chiếc túi đựng xác mà gã đã chuẩn bị từ lâu nhằm gói xác phi tang vợ mình. Đang lầm lũi tiến vào từ cửa chính để đi vào chỗ ban thờ nơi có xác vợ mình thì bất chợt gã khựng lại. Ánh đèn trong nhà đột nhiên tắt phụt, trả lại cái không gian tối như hũ nút đêm 30. Sau khi định thần mấy giây để mắt quen với bóng tối, gã dò dẫm tiến lại căn bếp, định bụng lấy chiếc đèn pin để tiếp tục công việc. Chiếc đèn pin vừa cầm trên tay thì bất ngờ gã nghe có tiếng gọi cổng vọng lại liên hồi. Gã tái mặt thầm nghĩ, chết rồi, ai lại tìm đến đây giờ này? Nó mà phát hiện ra mình giết vợ thì chết. Nghĩ đoạn, gã nhanh chóng tiến sát lại ô cửa kính có tấm rèm che kín mít mà len lén mắt nhìn. Dưới ánh chớp lập lòe phát ra, gã thấy có người đàn bà đứng ngoài cổng nhìn vào căn nhà trừng trừng, và hình như ánh mắt bà ta mới quét qua chỗ hắn đang núp. Hắn tái mặt rụt đầu xuống, mấy giây sau mới len lén mắt nhìn ra ngoài thì bóng người đàn bà đã biến mất từ bao giờ. Một cảm giác ớn lạnh le lói dọc sống lưng từ khi gã thấy người đàn bà đó. Gã cố trấn an bản thân rồi tính quay trở vào bếp thì một làn gió mang theo cái lạnh tột cùng sập vào sau gáy, làm gã rùng mình quay ngoắt người lại. Rõ ràng khi ánh đèn pin trên tay vừa chiếu ra, gã có cảm giác có ai đó đứng lù lù sau mình. Kẻ đó chắc chắn đứng cách gã chỉ một hai gang tay, vì tiếng thở dài não nuột phả vào tay gã rõ mồn một. Toàn thân gã đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Gã lia đèn pin một lượt khắp căn nhà. Sau khi chắc chắn chẳng có ai đột nhập, gã mới sổng sọc tiến lại, định bụng làm cho xong việc, vì thời gian đã đổ về 2 giờ sáng. Nếu không nhanh để vỡ lở ra mọi việc thì nguy to. Nhưng thêm một lần nữa, giác quan của gã lại mách bảo rằng chắc chắn có ai đó ở trong căn nhà này. Đó là khi gã mới đi được 3 bước thì cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng gã ở tầng 1 vừa phát ra tiếng kẹt kẹt như có ai đang mở. Gã ngồi im lìm nhìn chòng chọc vào cánh cửa thì tuyệt nhiên chỉ còn lại tiếng mưa gió ầm ầm trên mái rồi lại. Định thần một lúc không thấy có gì lạ, gã bèn đứng dậy chuẩn bị nhét xác vợ mình vào túi. Nhưng vừa lúc đó ngẩng đầu lên thì ngay trước mắt gã, khung cửa phòng ngủ đã mở từ lúc nào. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn pin khiến lối dẫn đến cánh cửa trông giống như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đen có một thân ảnh đàn bà ăn vận theo lối người Tàu, với mái tóc dài ngang vai xõa ra rối bù, đang chậm chậm đứng nhìn mụ. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà đó thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cái bóng, ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt bất động mà một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Gã điếng hồn đánh rơi cái đèn pin trên tay rồi rú lên lùi lại hẳn, thì thân ảnh đó lại biến mất giữa ánh chớp lập lòe. Gã dụi mắt mấy lần thì cánh cửa vẫn im ỉm như chưa từng mở ra. Tên ác phu giơ tay lên ngực thở mạnh rồi nhủ thầm, chắc là bản thân tưởng tượng ra. Gã lần mò trong bóng tối để tìm cái đèn pin đang rơi trong gầm ghế sofa. Bỗng gã cảm thấy có một cái gì đó vừa lướt qua sau gáy, nhẹ như một làn gió, như một làn hơi lạnh buốt. Tóc gáy gã dựng ngược. Trong đêm tối chợt như có tiếng thở dài não nuột, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Đang loay hoay thì ánh đèn trong nhà lại đột nhiên bừng sáng, làm căn phòng thêm phần nào sinh khí. Gã đưa tay lên ngực nén tiếng thở phào rồi lại kinh sợ hét lên. Người đàn bà đó lại xuất hiện, đứng lù lù phía sau gã từ lúc nào chẳng biết. Khuôn mặt người đàn bà đó dưới ánh đèn càng đáng sợ, nó như trở nên biến dạng, da rẻ đã ngả màu trắng bợt. Trên thân thể người đàn bà đó trào ra cái thứ dịch vàng tanh nồng lợm giọng, nhất là cặp mắt trợn tròn lồi hẳn ra ngoài, cứ chòng chọc nhìn gã. Thân ảnh đó đứng cách gã có chục bước chân, mang theo một mùi hôi thối tẩm lợm và làn hơi lạnh lẽo đến tột cùng, rồi chậm chậm tiến đến đưa tay ra, trong cổ họng phát ra tràng thanh âm khủng khục khô lãnh. Sao mày dám đập bát hương của tao? Sao mày dám giết con gái tao? Sao mày dám? Sự ngã bệt xuống sàn á khẩu, hai mắt lạc thần, lấy hết sức bình sinh, gã của tài loạn xạ rồi đứng bật dậy chạy ra cửa,
thậm chí sót lại mách bảo gã về chạy, chạy ra khỏi nơi đáng sợ này. Gã cắm đầu chạy, không ngoái lại. Phía sau lưng gã là một cặp mắt đỏ ngầu, hằn học nhìn theo, rồi phát ra tràng cười the thé và giọng nói âm vang thoát tục. Mày chạy đi đâu? Sao mày dám đập bát nhang của tao? Sao mày dám làm loạn nơi thờ tự? Gã tái mặt, chạy nhanh ra xa lộ, rồi vẫy nhanh một chiếc taxi nhắm hướng căn hộ của ả nhân tình mà phóng vụt tới. Chiếc taxi lao vụt trên xa lộ lạnh lẽo với mặt đường loang loáng nước mưa. Chốc chốc, gã lại ngoái đầu lại sau lưng mà tâm trạng vẫn thấp thỏm lo âu lắm. Đoạn đường từ nhà gã tới nhà ả nhân tình cách nhau khoảng 20 cây số, lại phải đi qua một đoạn hương lộ tối om. Người tài xế cứ im lìm ở băng ghế trước. Xe đang đi bon bon tự nhiên chết máy giữa đường. Gã đang hoảng loạn trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, thấy xe dừng lại thì không khỏi tò mò ngoái đầu ra nhìn. Người tài xế xuống xe rồi đốt lên 3 que nhang đỏ rực, rồi lẩm rẩm khấn vái. Giữa khung cảnh thê lương ảm đạm, 3 que nhang tỏa khói nhòe nhoẹt, kèm theo tiếng cầu kinh vọng ra đều đều, làm gã tái mặt một phen. Sau khi khấn vái độ chừng mấy phút, gã tài xế nổ máy và chiếc xe lại lao đi ngon lành. Gã đi hết từ hoảng loạn này tới hoảng loạn khác, đang đun như cầy sấy thì bất ngờ người tài xế cất tiếng hỏi, giọng nói xin xít như tiếng rắn thở. Anh Sử ơi, sắp tới nơi rồi đấy. Sử ngoái nhìn ra cửa kính thì nhận thấy quả thực đã tới nhà nhân tình. Gã gật đầu rồi ném một xấp tiền trong túi quần xuống hàng ghế trước. Bất chợt nhưng nhận ra có điều gì sai sai, gã nghi hoặc hỏi lại. Sao ông lại biết tên tôi? Ánh đèn xe chợt tắt ngúm, chỉ còn ánh đèn vàng vọt nơi đầu cổng nhà ả nhân tình hắt xuống mờ mờ. Người tài xế cười khủng khục, toàn thân trước vẫn im lìm, nhưng cái cổ từ từ vặn ngược lại đằng sau. Trong giây phút ma quái đó, gã điếng hồn nhận ra đó là gương mặt đàn bà teo tóp, mái tóc bạc phơ xõa ra phủ kín băng ghế trước. Chính là bà cụ trên tấm bia mộ ở cái huyệt bỏ hoang năm nào mà chính tay vợ chồng gã bốc cốt thờ phụng lâu nay. Bà cụ dương hốc mắt trũng sâu nhìn gã chằm chằm, từ khóe miệng với mấy cái răng nâu xịt khẽ cất lên tiếng âm vàng thoát tục. Sử ơi, bà đây, mày đưa tiền này thì bà tiêu làm sao? Bà chỉ tiêu được tiền âm phủ thôi. Sử ơi, sao mày lại đập phá bát nhang của bà thế hả? Mày làm hại con gái bà thì bà vật chết tươi mày. Sử ơi. Gã đái ướt đẫm quần rồi dãy dụa loạn xạ, đoạn kêu rú lên, nhanh tay mở cửa taxi rồi lao vụt vào trong nhà. Chiếc taxi chậm chậm lăn bánh rồi mất hút trong màn đêm đen đặc. Sự đập cửa rầm rầm, miệng luôn mồm gào lớn, nhưng gọi 3 lần mà bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Sự tái mét mặt nhìn ra xa lộ, rồi đánh bạo trèo rào vào trong. Cánh cửa hình như không chốt, gã chỉ đưa tay đẩy nhẹ đã từ từ mở ra. Đập vào mắt gã là khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà đổ đạc đã xáo trộn như có ai bới tung lên. Trên tường còn chi chít vết rạch ngang dọc, như có ai cầm con dao vạch lên. Từng đường rõ ràng và thù hận. Tiếng gió gào vi vút bên ngoài xa lộ như hối thúc, càng làm cái bầu không khí thêm gấp gáp. Trong không gian im lìm không một tiếng động đó, dưới ánh sáng yếu ớt lèo lét hắt ra từ ngọn đèn neon đang chớp tắt liên hồi, Sử suýt nữa lăn ra ngất lịm. Ả nhân tình toàn thân thẳng đuột, cổ ngoẹo đi một bên, hai tay buông thõng đang treo cổ đung đưa trên sàn nhà. Tiếng dây thừng cọ vào thân cây phát ra những tràng thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt, trong đêm tĩnh mịch càng vọng lại chói tai. Cái thây trắng bệch, hai mắt lạc thần trợn ngược ra. Trong miệng ả, ai đó đã đút nốn miếng vải màu đỏ tươi như máu từ bao giờ. Chuyến du lịch của bà anh đột ngột phải hoãn lại vì con bé cháu cứ nặng nặc đòi về dù xe mới đi được nửa đường. Bà anh hỏi cặn kẽ thì được con bé trả lời rằng có một bà lão mặc bộ đồ màu đỏ tươi cứ kéo tay nó, bảo phải về nhà ngay, nếu không thì mẹ nó chết. Bà anh biết con dâu mình có người âm phù hộ nên tức tốc bất đắc dĩ phải bắt taxi trở về nhà. Chứng kiến cảnh con dâu nằm im lìm trong vũng máu, chỉ còn chút hơi tàn,
Bà cuống cuồng gọi hỏi cấp cứu, và cũng nhờ đó mà Thủy Sương còn giữ được tính mạng. Sử bị công an đem đi hỏi cung về việc ả nhân tình của gã cho cậu chết trong nhà, nhưng không đủ bằng chứng nên đành phải trả tự do cho gã. Đang loay hoay không biết đi đâu về đâu giữa trời mưa gió, gã suy nghĩ một hồi rồi đánh liều quay trở về nhà cũ, vì ít nhất sau chuyện đó Thủy Sương cũng không nhẫn tâm mà tố cáo để gã dính vào trốn lao tù. Thủy Sương và mẹ chồng cũng rời trốn thị thành mà trở về căn nhà khi xưa tĩnh tâm một thời gian. Lúc ấy là tầm 1 giờ sáng, con đường độc mộc dẫn vào làng xử tối om, không một ánh điện. Ông xe ôm già thì nặng nặc đòi gã trả tiền, chứ nhất định không chịu chạy thêm vì sợ cướp bóc. Sự chán nản móc ít bạc lẻ ra trả cho ông xe ôm, rồi thất thểu bước đi nhắm hướng nhà mình. Vừa đến con đường lầy lội, chỉ chít ổ gà ổ voi, Sử tái mét mặt vì đằng sau lưng gã phát ra tiếng bước chân rất nhẹ. Bóng dáng của bà cụ đã lù lù xuất hiện từ bao giờ, khóe miệng đang ngoác ra một nụ cười quỷ dị. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một bộ truyện của hai người bút Mạnh Ninh và Cindy kết hợp với nhau. Và bộ truyện này thì Thuận thấy nó cũng khá là hấp dẫn, và hy vọng rằng quý vị cũng sẽ yêu thích nó. Và quý vị có những cái đóng góp, những cái ý kiến gì thì hãy comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên like, share cũng như ủng hộ thật nhiều cho kênh Người Dẫn Được Cõi Âm. Hàng tối 21 giờ trên kênh Người Dẫn Được Cõi Âm luôn luôn có những câu chuyện mới của những người tác giả khác nhau để gửi tặng tới cho tất cả quý vị. Hy vọng rằng tối nào quý vị cũng gặp lại Duy Thuận, đón nghe giọng đọc của Duy Thuận, và chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật là nhiều quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu quý vị nào mà mong muốn tương tác Facebook, kết bạn với Duy Thuận, thì quý vị có thể tìm Facebook Vũ Duy Thuận là sẽ ra. Trên cái Facebook đó thì Thuận kết bạn với rất là nhiều những người tác giả của thế giới truyện tâm linh, rồi những cái bạn khán giả, những cái bạn độc giả, những cái người mà yêu thích cái thể loại truyện này, để chúng ta có thể tương tác trò chuyện với nhau. Và cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.